Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử 38 bị cáo trong vụ án liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á, tức công ty Việt Á và một số bộ ngành địa phương với phần xét hỏi. Theo cáo buộc, để thuận lợi trong việc cấp phép và phân phối kit test Bị cáo Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, bỏ tiền hối lộ cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long 2,2 triệu đô la Mỹ thông qua bị cáo Nguyễn Huỳnh là cựu thư ký của ông Long. Phan Quốc Việt còn đưa trực tiếp bị cáo Long 50.000 đô la Mỹ. Tham gia thẩm vấn, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội hỏi Phan Quốc Việt: Tại sao nhờ bị cáo Nguyễn Thanh Long rất nhiều việc, chi rất nhiều tiền nhưng không đưa trực tiếp mà phải thông qua Nguyễn Huỳnh? Bị cáo Việt trả lời: một phần nguyên nhân do dịch bệnh, phần khác là quá trình liên lạc trao đổi. Ba bên thống nhất rằng mọi việc sẽ thông qua bị cáo Huỳnh. Trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Huỳnh xác nhận lời khai của Phan Quốc Việt là đúng. Cụ thể, bị cáo Huỳnh đã nhận 4 tỷ đồng từ tổng giám đốc công ty Việt Á cho bản thân và nhận 2,2 triệu đô la Mỹ chuyển cho ông Nguyễn Thanh Long. Số tiền 2,2 triệu đô la Mỹ được đưa nhận làm 3 lần vào các năm 2020, 2021 Hai lần nhận tiền hối lộ sau này đều do bị cáo Nguyễn Thành Long chủ động thông qua bị cáo Huỳnh đề nghị Phan Quốc Việt hỗ trợ công việc, nhận chỉ đạo, bị cáo Huỳnh liên lạc, truyền đạt lại thông tin với bị cáo Việt. Theo bị cáo Huỳnh, cựu bộ trưởng Bộ Y tế có hai lần nói rằng cần ông Phan Quốc Việt hỗ trợ giải quyết công việc, mỗi lần 1 triệu đô la Mỹ. Tại tòa, cựu bộ trưởng Bộ Y tế thừa nhận có cầm tiền từ tổng giám đốc công ty Việt Á, song khẳng định không hề gợi ý không đòi hỏi gì từ phía công ty Việt Á. Cũng bị đại diện viện kiểm sát nhân dân xét hỏi, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh thừa nhận việc bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí là đúng. Cựu bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ thừa nhận đã ký quyết định giao đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm Covid-19 cho Học viện Quân y chủ trì, Việt Á phối hợp thực hiện. Việc ký quyết định chuyển giao đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm cho Việt Á là vi phạm Lúc đó, bị cáo nhận thức trong túi quà chỉ là sản phẩm mới, không có tiền, nên để gói quà xuống dưới sàn. Một tháng sau, khi dọn phòng chuyển về công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới biết đó là tiền. Cuối tháng 9 năm 2020, khi nhận chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bị cáo cất 200.000 đô la Mỹ vào chiếc cặp mang sang nơi làm việc mới để khi nào có dịp đi công tác gặp thì trả lại việc.